Thưa quý vị, bị bỏng ở đùi và cẳng chân, thế nhưng gia đình không đi viện mà lại đắp thuốc bà lang gần nhà. Một em bé 9 tháng tuổi ở Bắc Giang đã bị sốc nhiễm khuẩn, ngừng tuần hoàn và tử vong. Gia đình cho biết 4 ngày sau khi đắp thuốc, trẻ sốt cao, nổi ban, gia đình mới đưa đến bệnh viện huyện để thăm khám. Sau đó do tình trạng này thì trẻ được chuyển đến bệnh viện sản nhi Bắc Giang. Khi gia đình đưa vào viện, bé đã sốt cao, nổi ban 4 ngày, bị sốc nhiễm khuẩn nặng, rơi vào trạng thái ngừng tuần hoàn Tại đây các bác sĩ đã xử trí sốc nhiễm khuẩn và cấp tốc liên hệ để chuyển cháu bé lên bệnh viện nhi trung ương. Tại bệnh viện nhi trung ương, trẻ nhập viện trong tình trạng tím tái ngừng tim, ekip đã khẩn trương cấp cứu ngừng tuần hoàn nhưng trẻ không đáp ứng, bệnh nhi đã không qua khỏi, gia đình đã xin đưa trẻ về. Các bác sĩ cho biết không chỉ em bé trên, có nhiều bệnh nhân sau khi đắp lá vùng bỏng bị hoại tử sâu, phải ghép da rất phức tạp, thời gian điều trị kéo dài để lại nhiều di chứng cho người bệnh. Từ vết bỏng không quá nghiêm trọng nhưng bỏ qua điều trị Tây y việc đắp lá khiến trẻ nhiễm trùng, sốt cao, gây sốc nhiễm khuẩn nặng, không còn khả năng cứu chữa. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên tự ý điều trị cho con bằng các loại thuốc lá, các loại cây không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không bôi nước mắm, kem đánh răng, rượu hay bất cứ loại thuốc truyền miệng nào. Nếu không may bị bỏng, trước tiên cần cho bệnh nhân tránh xa tác nhân gây bỏng, nhanh chóng giảm nhiệt độ vùng bị bỏng bằng cách ngâm vào nước sạch hoặc xả dưới vòi nước nhẹ 5 đến 10 phút, sau đó băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc rồi nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và xử trí.